Mến chào các bạn, hôm nay ngày 11 tháng 1 năm 2022. Có tin đó là công ty VinFast của công ty Vingroup đã đầu tư 80 triệu đô la vào công ty Store. hiện đang nằm ở cho Thái. À, công ty Store hiện đang nghiên cứu à, và chế tạo ra các loại pin mà có thể sạc trong vài phút à, để dùng cho à, những chiếc xe điện. Thì các bạn biết hiện giờ cần sạc pin cho chiếc xe điện thì cần vài tiếng đồng hồ mà thì công ty này loan tin nói là họ đang nghiên cứu ra cái loại pin mà có thể chỉ sạc chỉ cần vài phút là xong thì nếu như công ty này thành công thì đó là một bước ngoặt đột phá cho cái ngành xe điện uh, hiện giờ uh, hiện giờ không chỉ những công ty vinfast đầu tư vào cái công ty này mà samsung và công ty xăng dầu bp của Anh Quốc cũng đã đầu tư vào công ty Stardust và hy vọng họ thành công, có thể chế tạo ra một loại pin mà có thể sạc trong vài phút là xong. Thì họ đầu tư vào công ty Stardust này với giá là 80 triệu đô la. À, hy vọng công ty này à, thành công. Xin chia sẻ tin này cùng các bạn. Chúc các bạn một ngày an lành. Xin chào.